Thưa quý vị, cây xanh trồng trong khuôn viên trường học bất ngờ bị bật gốc đã không còn là sự cố hiếm gặp khi ngày càng có nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Mới đây, một cây xanh trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bật gốc khiến cho tổng cộng 7 người bị thương. Hiện sức khỏe của các nạn nhân trong vụ việc như thế nào? Thai phụ bị nạn có ảnh hưởng đến tính mạng? Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng 7 giờ ngày 3 tháng 4, cây me tây cao khoảng 15 mét, đường kính gốc khoảng 1 mét trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường. Thời điểm này, có các phụ huynh và học sinh đang đứng phía bên ngoài của cổng trường. Vụ việc khiến cho nhiều người bị thương, 4 đến 5 xe máy bị tán cây đổ đè làm hư hỏng. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cây me đổ đè lên bức tường, nằm chắn ngang đường Nguyễn Văn Thủ, phần gốc bật lên khỏi mặt đất và phần rễ bị mục một số người dân cho hay chơi quang mây tạnh vào thời điểm cây bị đổ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc bệnh viện Nhân dân gia định thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, nơi đây đã tiếp nhận hai trường hợp bị thương trong vụ việc trên. Trong đó, một trường hợp bị thương nhẹ đã xuất viện, trường hợp còn lại là một phụ nữ 32 tuổi đang mang thai tuần thứ 8, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương. Kết quả chụp cắt lớp vi tính CT ban đầu cho thấy người bệnh bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1 phần 3 trên thân xương đùi trái. Ngay lập tức, người bệnh được hội chuẩn khẩn cấp bởi các bác sĩ của các chuyên khoa sản, chấn thương chỉnh hình, ngoại thận tiết niệu, ngoại thần kinh, gây mê hồi sức. Hiện các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật nỗ lực giữ tính mạng cho người bệnh. Mặt khác, đại diện bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, sáng cùng ngày đã tiếp nhận hai bệnh nhân từ bệnh viện quận 1 chuyển đến. Cụ thể, bệnh nhân tên NKL sinh năm 1968 bị gãy chín xương sườn và chấn thương ngực. Trường hợp còn lại đang đợi chụp X quang trước khi có chuẩn đoán cụ thể. Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng tiếp nhận cấp cứu một học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn do bệnh viện quận 1 chuyển đến. Thời điểm xảy ra sự cố còn có cả mẹ của em. Kết quả ban đầu ghi nhận, học sinh này bị gãy 1 phần 3 giữa xương đùi trái. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Xuân Vinh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, thông tin hiện bệnh nhi tiếp xúc được, sinh hiệu ổn, em đang được bác sĩ tiếp tục tầm soát các chấn thương như chụp CT, scan não bộ, khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu. Trước đó, Bệnh viện quận 1 tiếp nhận tổng cộng 7 bệnh nhân từ hiện trường vụ tai nạn đổ cây chuyển đến. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ nơi này giữ lại điều trị hai trường hợp bị thương nhẹ, 5 trường hợp khác được chuyển đến các bệnh viện tuyến trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Công an quận 1 phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra xử lý mặc dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể nhưng sự cố trên cũng đã đặt ra bài toán về vấn đề quản lý cây xanh trong khuôn viên trường học làm sao để vừa giữ được cảnh quan xanh mát vừa đảm bảo an toàn cho các em học sinh và tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc